Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Toyota Hi sản xuất năm 2009, số sàn máy dầu, xe tải van 5 chỗ và toàn bộ chiếc xe màu xám lông chuột rất là đẹp. Xe bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là nguyên zin, không có dấu hiệu bị đâm xô biến dạng ô tô, vỡ kính, vỡ đèn. Máy số là nguyên bản. Và đây là toàn bộ về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe. Cơ bản chiếc xe thì sau 11 năm sử dụng mà chất xe thì còn khá là đẹp so với đời. Toàn bộ kính lái, cốp trước, cốp sau, kính cử đều còn nguyên bản theo xe từ đầu. Và quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lần đăng ký kênh và một lần chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe đẹp và yêu cầu là xe chất lượng. Bên em cam kết mang đến cho quý anh chị những chiếc xe chất lượng nhất và hài lòng nhất. Về chiếc Toyota Hi 2009 này thì phần thân vỏ khá là căng và đẹp, về các cái đường gân hai bên lưng sườn của chiếc xe còn cực kỳ mới, và tất cả các cái kính zin, đèn zin theo xe. Lốp của chiếc xe thì còn khá là đẹp, toàn bộ lốp thì các bác còn đi được dài dài, và đèn hậu, đèn pha của chiếc xe đây rất chi là sáng và đều, tất cả đèn pha kính đều theo năm sản xuất, và cabo của chiếc xe thì còn nguyên zin từ đầu. Đây là toàn bộ các cái phần đầu của chiếc xe. Về phần đầu của chiếc xe thì các cái cabo và toàn bộ ốc đèn đều là nguyên zin. Đấy, cái phần mặt đầu của chiếc xe đây, sau 11 năm sử dụng mà tất cả các con ốc này và các cái phần nhựa này rất chỉnh chu, ốc cabo là nguyên zin, tem mác cabo là còn nguyên bản từ đầu. Đấy, đặc biệt là chỉ cabo là em cam kết 100% là nguyên zin quý anh chị nhé. Nếu quý anh chị đến phát hiện ra đâm xô biến dạng ô tô, vỡ kính và đèn, bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Toàn bộ các cái phần từ các cái ống nhựa rất chi là sáng và đẹp. Đấy, đèn pha, đèn hậu, cu lốp này, toàn bộ cu lốp khá là đẹp và bóng nguyên zin. Phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da táp ly nguyên bản từ đầu, và trần được bác chủ bọc thêm lớp da khá là đẹp, toàn bộ ghế không bị chảy rách và nguyên zin từ đầu. Xe thì được bác chủ trải sàn da rồi, các cái ốc tai bốn cánh cửa thì cam kết với quý chị 100% là nguyên bản. Và toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa bên phụ đều là nguyên zin. Đây, các bác nhìn thấy các cái phần nội thất thì khá là tươi và đẹp. Và các phần ốc cột này, ghế sau, trải sàn này, nguyên bản hết từ đầu. Tất cả các cái phần ghế sau thì được trang bị bỏ đi và thành tải van. Đây là một chiếc xe tải van 5 chỗ và chở được 900 cân. Toàn bộ trải sàn thì bên em vừa mới bọc mới tất cả sàn của chiếc xe. Vâng, nội thất thì khá là đẹp. Toàn bộ hàng phía sau thì không bị mục ngoặc. Đường gân bên ngoài của chiếc xe thì khá là mới, đèn hậu là nguyên bản từ đầu. Và đặc biệt cái cốp sau thì em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem về cái cốp phía sau của chiếc xe. Toàn bộ không có dấu hiệu bị đâm xô từ phía sau. Đây là từng con ốc ở như các cái phần bên đinh bấm đinh dập của cái cốp sau. Đấy, ốc cốp sau là nguyên zin. Toàn bộ đinh bấm đinh dập hai bên khá là đẹp và nguyên bản, đèn hậu hai bên đều nhau.
chỉ cốp sau là nguyên bản đấy ạ. Đấy, toàn bộ các cái đường gân chỉ em quay dưới trời nắng nóng em quay cho quý chị xem này. Nó rất thực tế, không có dấu hiệu bị đâm xô và chưa bị tháo lắp cốp sau nên không bị đâm xô từ phía sau. Cái khoang chở hàng thì khá là rộng và thoải mái. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là toàn bộ vô lăng, cánh cửa bên lái của chiếc xe. Tất cả các cái phần chỉ và bàn đạp phanh ga ốc bản lề đều nguyên bản từ đầu. Sau 11 năm sử dụng nhưng mà vô lăng của chiếc xe thì khá là đẹp. Về cái phần máy của chiếc xe thì cam kết với quý anh chị 100% máy rất là đẹp, khô ráo và máy nguyên bản từng con ốc đẹp. Chưa có dấu hiệu tháo lắp từ cái mặt máy và sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Toàn bộ các cái phần ốc và các cái phần mặt máy đều là nguyên zin. Máy rất chi là khô ráo sau 11 năm sử dụng. Chất máy là cam kết với quý anh chị là chưa làm lại hơi và nguyên bản từ đầu. Động cơ máy dầu quý anh chị nhé. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh. Các bác ấn chuông theo dõi, ấn nút đăng ký màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em về theo năm tháng. Và quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại Hà Đông, Hà Nội. Quý khách cửa hàng nhà có nhu cầu mua bán trao đổi lên đời xe nhớ ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Và về cái chất máy thì cái gang rất là sáng này, toàn bộ gang máy rất là sáng và đẹp. Và địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Quý vị các bạn có nhu cầu mua về chở xe chở hàng trong phố thì rất là tiện dụng. Với chiếc xe Toyota Hiace sản xuất năm 2009 giá hơn 200 triệu. Toàn bộ